Một bạn sinh viên đã hỏi: "Con chào thầy ạ. Con muốn hỏi thầy rằng hành động của con không xấu, nhưng đôi khi tâm của con nghĩ không tốt. Con cảm thấy không vui vẻ về điều đó, nhưng rất khó thay đổi. Con xin sự chỉ bảo của thầy để tâm con thật tốt." Bạn muốn tâm tốt thì phải giống như mà cái cốc nước hoặc cái áo mà bị bẩn thì chúng ta phải lấy gì nhỉ? Lấy nước sạch để giặt, lấy nước sạch để rửa. Vậy bạn muốn tâm mình tốt, thậm chí bạn nói là hành động thì không xấu, nhưng mà đôi khi cái tâm thì lại nghĩ xấu, nghĩ không tốt, cho nên lòng khi rất là phiền não. Nhưng bây giờ bạn muốn cái chỉ thầy chỉ cho cái làm thế nào để cho cái tâm của mình tốt hơn á, chỉ cần một câu thôi: A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất tâm niệm như vậy, mỗi khi cái tâm xấu của bạn khởi lên, bạn hãy dùng câu gì: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm ở trong tâm. Thậm chí nếu một lúc nào bạn ở một mình thì bạn có thể niệm thật to lên. Và ở trong phòng có đông người hoặc đi đường thì bạn niệm gì? Niệm thầm ở trong tâm, hoặc chỗ đông người thì bạn niệm thầm trong tâm. Lấy câu niệm Phật để tiêu trừ cái niệm xấu ác kia, dần dần từ thói quen đó, nó thành một cái gì? Thành một cái nếp. Thì bạn sẽ diệt trừ được nó thôi. Đó, đây là dạy cho bạn, các bạn cứ thử một thời gian, một vài tháng, một vài tuần thì có thể nó chưa quen đâu, nó chưa diệt được đâu, nhưng một vài tháng, thậm chí một hai năm, thậm chí cả cuộc đời của bạn phải thực hành nó, thì nó chắc chắn nó sẽ đem lại cái lợi ích không nhỏ cho cuộc đời của bạn. Nó chưa diệt trừ được ngay thì nó cũng tiêu trừ được khá nhiều cái tập khí xấu của bạn, đem lại cho cái tâm tĩnh tại, từ bi bác ái bình đẳng của bạn nhiều hơn, khiến cho lời ăn tiếng nói cũng cử chỉ hành động của bạn sẽ tốt hơn, mọi người sẽ cảm thông chia sẻ và gần gũi với bạn nhiều hơn trong cuộc sống này, và có thể bạn cũng sẽ gặp nhiều những may mắn trong cuộc sống này nhiều hơn. Vì nhất tâm niệm Phật, trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì: nhất cú Di Đà tiêu vạn tội. Tức là người mà nhất tâm niệm ở câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì công đức vô lượng, tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ, chứ không phải là ít. Cho nên công đức nên biết rằng công đức niệm Phật rất lớn như thế, nên có niềm tin và hành trì nó, thì bạn sẽ thấy, tự bạn sẽ cảm nhận được cái lời thầy hướng dẫn cho bạn như thế nào.